Anh ơi em cạo chọc rồi dùng ok không anh? Thật ra nếu mà các bạn mà đang xử lý vấn đề rụng tóc gối đầu ấy, mà nếu như mà các bạn có điều kiện mà cạo chọc được ấy, thì là tốt nhất. Vì là khi mà mọc lên thì nó sẽ mọc đều. Và thứ hai nữa là gì? Nếu như mà bạn có lăn kim thì bạn để tóc ấy, tóc của bạn khi mà lăn ấy, nó sẽ dễ làm gãy những cái tóc cũ, đấy, tóc bên cạnh ấy. Nên là nếu như mà cạo chọc đi thì nó cũng là cái điều kiện để giúp cho cái việc mà chúng ta lăn kim cũng như là xử lý bằng minoxidil xịt vào ấy thì nó sẽ ok đó. Và tất nhiên rồi, để mà có một cái mái tóc nó phát triển đều lên ấy, có nhiều anh em cũng hỏi mình là có nên cạo chọc hay không, thì mình cũng bảo là tùy. Nếu như mà anh em mà ở cái cấp độ hói mà ở dưới 4 trở xuống thì cũng không cần thiết phải cạo. Nếu anh em không lăn kim thì cũng chẳng cần thiết phải cạo, cứ thế mà xịt lên thôi. Có thể là vén tóc ra rồi cạo xịt minoxidil lên. Còn nếu như mà anh em mà cấp độ 5 trở lên mà hói mà hở ra rồi ấy, mà có lăn kim ấy, thì có điều kiện thì cứ cạo đấy, cứ cắt cua đi hoặc là cứ cạo đi đấy. Vì ở trong giai đoạn này kiểu gì giai đoạn đầu là chúng ta sẽ bị rụng tóc. Vì khi mà chúng ta mới dùng minoxidil nó sẽ rụng khoảng từ 2 tới 8 tuần, nó sẽ đào thải những cái tóc cũ đi đấy, nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình telogen, tức là cái quá trình rụng tóc của anh em. Và lúc này thì có thể anh em sẽ có nhiều anh em thì sẽ hơi hoang mang đấy. Nhưng mà nó rụng cũng không phải là rụng quá nhiều đâu, nó sẽ đào thải bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ rụng đấy. Nên là nếu như mà có điều kiện mà ở trong mức độ từ 5 trở lên ấy, anh em cạo được anh cứ cạo đi nhá. Còn nếu anh em không cạo cũng chẳng sao cả đấy, chỗ nào hở thì mình lăn lên chỗ đấy. Và cái cách lăn kim của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn những cái kim lăn từ 0.5 mm, và chúng ta trước khi lăn thì chúng ta vệ sinh bằng cồn y tế đó, mùa hiệu thuốc ấy. Sau đó là khi mà chúng ta lăn thì chúng ta dùng cái cây lăn này, chúng ta lăn lên trên đầu đấy, cây lăn thì nó trông như thế này. Lăn thì cái biên độ lăn chúng ta lăn ngắn thôi nhá. Đấy, cái lăn đây đấy, nó bọc rất là kỹ để làm sao để mà vệ sinh đấy. Lăn lên đấy, hai lần chéo, hai lần chéo, hai lần lên rồi hai lần ngang đấy, rồi hai lần xuống. Như vậy khoảng tầm độ 3 đến 4 vòng đấy, tại một điểm mà mình cần đấy. Sau đó khoảng tầm độ 15 phút thì chúng ta sẽ xịt minoxidil, và sau đó là 24 giờ sau thì chúng ta sẽ không gội đầu hay gì cả nhá. Nhưng mà trước khi mà chúng ta lăn thì chúng ta đã phải gội đầu sạch sẽ, sấy khô rồi và lăn kim được chưa? Đó là cái cách mà những anh em ở trên kênh của mình ấy đã dùng như vậy và đã có cái kết quả rất là tối ưu và rất là hiệu quả. Nên là cái này anh em cứ nghiên cứu cái cách mà lăn kim là như vậy. Thì trước đây thì mình cũng đã tìm hiểu về lăn kim, mình thì không lăn kim vì là tóc của mình nó chưa đến cái độ mà 67 đấy, cái lúc mà mình bị thưa ở phần đỉnh đầu ấy là mình từ độ 4 đến độ 5 thôi, tức là cái phần đỉnh này nó rất là thưa, nó mỏng, thì khi mà ánh sáng nó chiếu vào như thế này ấy, thì là sẽ nhìn thấy hết thôi đấy. Nhưng mà mình dùng minoxidil cũng như là cái combo này ấy, thì nó cũng đã xử lý được rồi, nên là mình cũng chưa cần phải dùng đến lăn kim đấy. Còn trán thì là trán cao từ lúc sinh ra, nên là cũng lăn kim vào cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà kể cả như làm có cấy tóc thì cũng chẳng xử lý được vấn đề gì, vì là bản chất đẻ ra nó đã thế. Đến con trai mình ở nhà bây giờ trán nó cũng cao như trán mình ấy. Con gái mình mới đẻ trán cũng cao như mình luôn. Nên là cũng cái này phải chịu đó. Thế nên là nếu mà anh em có điều kiện cứ cạo nhá, ok. Và nhớ là cái việc mà chúng ta phải vệ sinh cái cây lăn trước và sau khi lăn ấy là điều rất là quan trọng, vì là nó đảm bảo vệ sinh cho chúng ta. Thứ hai nữa là nó có tác động, tất nhiên là nó không phải là vết xước sâu, nhưng mà nó là vết xước ở dạng rất là nông thôi, để làm sao để là cấu trúc lại cái collagen và cái elastin trên da đầu chúng ta. Và khi kết hợp cùng với cả cái thành phần giãn mao mạch của minoxidil này ấy, thì nó sẽ làm hỗ trợ cái vấn đề mà mọc tóc lên đấy. Nên là chúng ta cố gắng là chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ cái lăn được chưa, ok. Bên cạnh đó thì đừng quên là chúng ta sẽ cần phải bổ sung, nếu mà anh em mà bị hói ấy, từ cái cấp độ 5 trở lên rồi ấy, thì không thể nào thiếu được cái DHT blocker đấy. Nhưng tất cả những cái này là thực phẩm hỗ trợ thôi, nó không phải là thuốc, nên là anh em yên tâm về cái vấn đề là tác dụng phụ này kia các thứ nhá, ok. Và nếu như mà anh em có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến rụng tóc gối đầu hay làm đẹp thì cứ comment nhá, mình sẽ ở bên cạnh tất cả anh em và chia sẻ với tất cả anh em. Và bằng tất cả những kinh nghiệm, trải nghiệm, bằng những kiến thức mà mình đã có trong suốt quá trình mà mình điều trị rụng tóc gối đầu cũng như làm đẹp. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.